da vẫn còn căng lắm chứ không có hề nhăn nheo. Không ít người nghĩ tôi vô hàng cổ lai hy, con đàn cháu đóng rồi. Họ lầm rồi, tôi mới có 10 tháng tuổi à. Với nhiều hiểu lầm như vậy, tôi sẽ lấy một ví dụ để bạn dễ hình dung về tôi. Bạn biết quý tộc chứ? Chắc chắn từng nghe qua. Quý tộc không phải là người giàu có nhất, xinh đẹp nhất. Dòng máu thuần chủng từ nhiều đời mới làm nên sự danh giá của giới quý tộc. Người có quý tộc thì lợn có cụ kỵ. Như tôi,